sạch sẽ nha. Ngồi yên đi con. Rồi, ngồi yên, ngồi yên. Vào nha. Nào. Gì đâu? Sao con lại đem cái áo này ra đây làm chi? Hả? Nó có sao đâu? Em còn đẹp mà. Con đem mua cắt cho mẹ đi chứ mang ra đây là tí nữa là lạc mất ấy nha. Đây, baby ơi, con mang qua nhà con cắt cho mẹ đi chứ để lạc á, đi đi. Đồ bộ. Ôi bộ này đẹp quá này cô Vi này. Nè, ý thấy không? Con lướt đi. Nè, con lướt đi. Đúng rồi, đấy. Con thích bộ này không? Bộ này mang cho Mon dễ thương này. Đấy, bộ này có hình như Mon cho Mon này. Để mẹ lựa cho vài bộ. May ba bộ quần áo với lại hai bộ váy được không? Ừ. Được không Bi?
được không? Thế bây giờ mẹ lấy đồ mẹ đo để may đồ cho con nha. Nha, ok không? Không cắt cắt quần áo nữa nghe nha. Nào ngồi đây đợi mẹ tí nào. Nào ngồi đây con xem đi, con ngồi đây con xem đi rồi mẹ đi lấy thước mẹ đo cho. Trời ơi, nay cô Bi lớn quá rồi cô Bi ơi. Ý, trốn đồ quá rồi. Mon ơi, lại đây. Mon ơi. Nhưng mà mẹ may đồ này á là phải một tuần hoặc là nửa tháng mới có nha. Con chịu khó mặc lại mặc đồ cũ một mấy hôm nha. Rồi khi nào có thì mẹ cho mặc đồ mới nhé. Được không? Ừ. Được không? Rồi, giờ hai chị em.